Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay khi đi tư vấn và Liên có gặp một bạn khách hàng và bạn ấy có chia sẻ với Liên rằng tham gia bảo hiểm bây giờ rồi sau này tiền mất giá thì sao? Mất giá hay có thể tạm hiểu là lạm phát. Ví dụ như vào năm 2011 chúng ta mua một chiếc bánh mì có giá là 5.000 và tới năm 2021 thì chiếc bánh mì đó tăng giá gấp đôi, có thể là từ 10 đến 15.000. Có nghĩa là cùng một chiếc bánh mì như nhau nhưng chúng ta phải bỏ nhiều tiền hơn để mua được chiếc bánh mì đó. Vậy thì đây gọi là đồng tiền bị mất giá. Trong video này Liên xin phép được chia sẻ với các bạn hai lập luận như sau. Thứ nhất, nếu lạm phát xảy ra thì các bạn để tiền ở đâu cũng mất giá mà thôi. Các bạn gửi tiền trong ngân hàng cũng sẽ mất giá, các bạn để tiền trong két sắt cũng mất giá, đúng vậy không nào? Vậy thì tiền để ở đâu cũng sẽ bị mất giá nếu như lạm phát xảy ra, bởi vì tất cả các hoạt động kinh tế như mua vàng, gửi tiền ngân hàng, mua trái phiếu hay mua bảo hiểm thì đều bị ảnh hưởng bởi lạm phát, và nếu có khác nhau thì chỉ khác nhau ở mức độ lạm phát bị ảnh hưởng ở từng loại hình mà thôi. Và điều thứ hai Liên muốn chia sẻ với các bạn đó là bảo hiểm là kênh có chỉ số mức lạm phát thấp. Vì sao Liên có thể nói như vậy? Là bởi vì ví dụ như nếu bây giờ bạn có 200 triệu và bạn gửi tiền tiết kiệm khoảng 200 triệu đó vào tài khoản ngân hàng, vậy thì nếu lạm phát xảy ra thì ngay lập tức số tiền 200 triệu đó của bạn sẽ bị ảnh hưởng. Và nếu các bạn dùng số tiền này để tham gia bảo hiểm nhân thọ trong vòng 10 năm, mỗi năm đóng phí 20 triệu đồng thì lạm phát chỉ ảnh hưởng tới mức phí mà các bạn đóng phí hàng năm thôi. Ví dụ, năm thứ nhất các bạn đóng 20 triệu, năm thứ hai là 40 triệu, năm thứ ba là 60 triệu và đến năm thứ 10 mới ảnh hưởng đến toàn bộ số tiền là 200 triệu cho việc bạn tham gia bảo hiểm nhân thọ. Việc chia nhỏ phí bảo hiểm hàng năm sẽ giúp cho việc tác động của lạm phát tới bảo hiểm nhân thọ thấp hơn so với các hình thức đầu tư kinh tế khác. Và cuối cùng Liên muốn nhấn mạnh rằng bảo hiểm bản chất của nó là để dự phòng rủi ro. Vì vậy, đừng bao giờ so sánh với tiết kiệm ngân hàng hay các hình thức đầu tư kinh tế khác vì các lĩnh vực này hoàn toàn là không giống nhau. Mong rằng video này sẽ giúp ích cho các bạn nhé.